Ông ơi, con đang nỉ ông đó, ông thay bộ đồ giùm con đi ông. Không xích thay, hôm qua thay rồi. Con biết hôm qua thay rồi, nhưng mà hôm nay mình thay lại bộ nữa nha ông. Ông có biết á, ông là người đẹp lão nhất ở cái tầng này không ông? Ông mà thay bộ đồ mà vô một cái ha, là mấy cụ bà ở tầng này xếp hàng dài theo ông luôn. Thiệt không vậy? Con nói thiệt. Ủa, ông không biết cái tầng này của mình á, có nhiều cụ bà đẹp lão nè, mà lại vậy còn cô đơn nữa đó. Bây giờ ông cũng thay là con đem con đưa cho cụ ông khác thay á nha. Khoan đã. Dạ. Ông thay liền. Ê, ông ơi, đâu có được thay ở đây đâu. Cô dắt đi vô nhà vệ sinh thay nha. Vâng, đi nhanh lên. Dạ đi. Cảm ơn anh. Mới đi từ thiện có 3 tuần à. Mà nhìn em giống điều dưỡng thư thiệt quá ha. Em cũng thấy em hợp với công việc này ghê á. Em mà biết trước vậy em đăng ký em học điều dưỡng luôn cho rồi. Sao? Bây giờ hối hận đúng không? Bây giờ đi học lại điều dưỡng. Làm việc với anh một tuần coi. Biết thương đau rồi như thế nào. Vậy luôn á hả? Ừ. Ít quên á. Tên 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 đèn. Cái gì vậy? Ủa? Vé đi xem triển lãm nghệ thuật hả? Ừ. Cái này á là bệnh nhân tặng cho em đó. Cảm ơn em vì đã chăm sóc cho họ. Cũng đúng. Sao vậy? Thì chắc mấy cụ già trong đây nè thích em dữ lắm. Ừ. Nhìn mặt em biết là đẹp lão rồi. Dám nói vậy nữa hả? Anh ơi giỡn á. Nè, ngày mai anh mà không có làm gì á, mình đi coi chung với nhau nha. Cũng được. Ừ. Sẵn á, rồi đi chơi luôn. Ngày mai á, mình phải hẹn nhau từ lúc 3 giờ mới kịp. Đi xem tranh nè, xong rồi sau đó sẽ đi uống cà phê. Em biết cái quán cà phê này dễ thương lắm luôn á, nhất định phải tới đó nha. Cũng được. Ừ. Em đi trước đây, ngày mai em đợi anh ở phòng tranh á. Cũng được. Bye bye. Sĩ, xong chưa? Chuẩn bị đi ăn trưa luôn nha. Ờ, đi. Mời vô. Rồi đi. Anh. Ủa? Mai cậu sĩ nghỉ à? Dạ. Vậy tranh thủ chiều mai qua xem phẫu thuật năng động mạch vành. Ê, dạ nhưng mà cái đó là em coi thường xuyên rồi. Nếu mà trường hợp không có đặc biệt thì... Nhưng sức khỏe của bệnh nhân này lại không được tốt. Cần phải phẫu thuật nội soi bắt cầu. Lát nữa qua lấy tài liệu đi. Dạ. Nhưng... Bộ cậu có hẹn rồi hả? À. Thôi, ráng sắp xếp đi. Vì ca phẫu thuật này rất là quan trọng đó. Dạ. Cười cười gì? Đi ăn đi. Không đi à? Là biến quá. Mày! Ủa? Đi đâu mà soạn đồ vậy? Tôi đi phòng tranh, xem tranh với anh sĩ. Ôi, nay bị đặt xem tranh đồ ha. Có gì đâu mà vô duyên quá. Rồi, coi biết. Trời đó. Đi đi đi, đi ra đi, đi ra đi, đi ra để tôi nghe điện thoại. Đi ra đi, nhỏ này vô duyên quá. Đi ra. Alo, em nghe nè. Nghe đừng buồn nha. Chuyện đi chơi á. Sao vậy? Anh không đi được hả? Ồ, anh xin lỗi. Tại anh phải đi coi phẫu thuật đột xuất. Nè. Hay là thứ hai tuần sau á, anh được rảnh nguyên ngày á. Nhưng mà phòng tranh, vé xem tranh ngày mai là hết hạn rồi. Anh xin lỗi nha, đừng có buồn nha. Nè, hay là để anh kiếm chỗ khác nha. Hay là mình đi bảo tàng thành phố đi. Chỗ đó gần tụi mình á. Thôi khỏi, anh cứ lo đi làm việc của anh đi. Em giận hả? Đâu có giận gì đâu. Em đi xem tranh mình cũng được. Vậy thôi nha. Khoan đã, nghe nói đã. Nè. Tên tiến sĩ đáng ghét này. Làm như có mình anh là bận lắm vậy đó. Nào, công việc, công việc. Dạ, có ai ở nhà không ạ? Ai vậy? Ủa, chị. Ủa, Tâm Ý, em qua đây chi vậy? Dạ, ông nhờ em đem nấm qua cho bà ăn tẩm bổ á. Bà có nhà không chị? Hình như cô Liễu không có nhà rồi. Không, em đưa chị đi. Tí nữa chị đưa cho cô Liễu cho. Dạ cũng được. Em cảm ơn chị nha. Thôi em chờ chị em về nha. Ủa em về liền luôn á hả? Không ngồi lại chơi hai chị em uống nước nói chuyện. Dạ thôi em về liền luôn. Ê Tâm Ý, không ấy đi xem tranh với chị không? Chị có hai vé á. Hả? Xem tranh hả chị? Chị cứ tươi lên nha.
Wow, nhìn chị dễ thương lắm luôn á. Dễ thương không? Đây chị Trúc. Chị Tâm Ý, mình đi ra ngoài uống cà phê không? Dạ. Để lại lời nhắn sau tiếng bếp. Ủa, ông chưa về hả? Không, có đi coi phẫu thuật không? Bây giờ chuẩn bị đi nè, vậy nha. Đi chơi chị vui không vậy? Dạ vui lắm. Chị vừa đáng yêu mà còn dễ thương nữa. Ước gì em cũng được như chị. Vậy á hả? Chị thì lại ước gì á chị được giống như em. Em có gì đâu mà chị ước. Có chứ, em lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng, thùy mị nè. Không có ồn ào, không có lúc nào cũng ồ ạt, tẻn tẻn như chị. Ủa, nhưng mà em đi chơi với chị vậy á, về có bị la không đó? Dạ không sao đâu, bữa nay á cô nói là sẽ đi ăn ngoài, cho nên là em không cần phải nấu. Ừ, vậy được, hai chị em mình thoải mái. Dạ. Ê, nè, chị có đem sách nè. Mình giữ cà phê chị đọc sách đi. Dạ thôi, em không đọc đâu. Em muốn vô trong coi thêm tranh chút nữa. Muốn vô coi tiếp hả? Dạ, tại lần đầu tiên em đi coi tranh cho nên là thích lắm. Ừ, vậy thôi, em đi coi đi. Dạ. Ừ, hôm nay cảm ơn chị nhiều lắm nha. Đâu có gì đâu. Ừ, đi trước đi. Em đi nha. Ừ. Con nghe nè Nguyễn. Nè, chiều mai tôi kẹt rồi, mình về lịch học là buổi tối được không? Hả? Nhưng mà tối mai thì cô có việc rồi, sao tự nhiên về lịch học ngang xương vậy? Thì tại trường có lịch học thêm đột xuất, giờ sao? Ê, không mấy mình học luôn giờ không? Giờ hả? Ờ, cũng được. Bữa nay á sẽ là một cái bữa học ngoại khóa vô cùng đặc biệt của mình luôn á nha. Nè. Ủa, sao ra nhanh vậy? Ủa, sao học đây vậy? Trời ơi, không có giống cô xíu nào nha. Không giống là không giống làm sao? Cô lúc nào cũng vậy thôi mà không giống gì. Thôi bớt giỡn đi. Bớt giỡn đi, bớt giỡn đi. Ngày xưa lúc nào em cũng nói cô vậy hết trơn á. Bớt giỡn đi. Có không ta? Làm gì có. Sao không? Lúc đầu gặp em đó em hung dữ như là cái gì vậy đó. Lúc nào cũng có cái thái độ này nè. Mặt gì với con vậy nè. Nhìn em hả, từ trên xuống dưới là cái thái độ, cái giọng điệu, cái gương mặt đó của em nhìn giống em giống như là cô. Cái gì? Cô gì? Giống như là học sinh cá biệt vậy đó. Còn cô sao? Cô làm như cô hay lắm vậy? Cô không nhớ cái chuyện mà cô giả đàn ông, cô đòi đánh tôi. Còn chưa hết đâu. À, cái chuyện mà say xỉn, lèm bèm, bức tóc rồi còn tùm lum tui nữa cô không nhớ hả? Cô quên hả? Quên gì mà quên? Ủa, thì sao? Rồi cuối cùng á, nhờ ai mà em giỏi tiếng Anh? Nhờ ai mà em giỏi tiếng Anh? Nói đi. Không biết. Không biết nữa đó. Nhớ ngày xưa. Công nhận cô với em á xảy ra tùm lum tà la chuyện tào lao ghê. Nhưng mà vui chứ bỏ ha. Thời gian trôi qua nhanh thiệt á. Mới đây mà hết học kỳ 1, rồi học kỳ 2 luôn rồi. Nhanh thiệt á. Lấy tập ra học. Còn ngồi đó tám nữa. Xong rồi hả? Ơ nè nè, đi đâu mà gấp vậy? Gặp sau nói chuyện sau. Sao cô nghe điện thoại đi? À, chị đợi cô chút nha. Nghe nè. Alo, anh đang ở phòng tranh nè, em đang ở đâu vậy? Em đi rồi, chi vậy? Em đi rồi hả? Nhưng mà em đang ở đâu? Đang đi chơi với bạn, có gì không? Vậy bây giờ anh về nhà em, anh đợi em ở nhà em nha. Không gặp không về á. Hôm nay chắc đi tới đêm mới về á.
khỏi gặp nha, không có gì hết đó. Nhưng mà khoan nè, rồi hôm nay học được tới đây được rồi đó. Nhưng mà ra ngoài này học vậy ồn ào, có mất tập trung em không? Nói học đây vui mà. Vậy hả? Nhận dẹp đi về. Cô có tin sốt dẻo dành cho em nè. Tin gì vậy? Tâm ý ra xem tranh trong phòng tranh á. Cái gì? Nhưng mà chị làm gì ở đây vậy? Thì tại vì hồi nãy cô tới đây xem tranh với Tâm Ý mà. Nhưng mà cô ra đây ngồi đọc sách. Nhưng mà Tâm Ý nói là Tâm Ý thích xem tranh lắm, nên ở trong đó coi thêm chút xíu nữa. Nếu như em muốn em có thể vô trong đó xem tranh. Trời, cái gì đâu. Vậy vừa gọi tên sốt dẻo gì. Bình thường mà. Bình thường hả? Vậy thôi, nếu không vô xem tranh thì em đi về. Em đi về trước đi hả? Đúng rồi. Cô ở đây cô đọc sách thêm xíu nữa cô mới về. Em đi về mà. Vậy mà, phải không? Em về trước nha. Bye bye em. Ý. Ủa chú, con làm gì đây vậy? Dạ con tới đây với chị My với chú. Tới chị My hả? Dạ. À, coi tranh hả? Dạ. Con thích bức tranh này lắm hả? Dạ đúng rồi. Con nhìn bức tranh này có cái gì đó giống như là không lối thoát vậy đó. Sao chú cười? Tranh trừu tượng mà. Con thấy sao thì nói vậy thôi. À đúng rồi, tranh trừu tượng mà. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, mỗi cảm nhận riêng. À hồi nãy là con nói là con đi coi với chị My hả? Dạ. Vậy chị My đâu rồi? Dạ chị My đang ở quán cà phê phía trước đó chú. Quán cà phê phía trước hả? Nè, uống cà phê không? Dạ thôi. Vậy thì con coi tiếp đi nha, chú về trước. Dạ. Gặp con ở nhà nha. Thu. Ủa Nguyên. Ủa, cậu đi đâu vậy? Em học với chị My ở quán cà phê gần đây nè. Chị nói em mới biết chị đang ở đây á. Ủa nãy giờ chị cũng coi nhiều tranh rồi hả? Cửa sổ mở kìa. Chị cũng biết giỡn quá ha. Ê tôi phở kìa. Ê, nhìn cái mặt là biết thèm phở rồi. Vậy lát hai đứa mình ăn phở nha. Ủa chết, cái điện thoại em đâu rồi ta? Để em đi quán cà phê em kiếm cái. Ê, tôi đi chung luôn nha. Ủa? Cái thằng nhóc này có cái điện thoại cũng để quên nữa. Sao có người nói là đi chơi với bạn mà? Thì tại không thích mới nói vậy đó. Ủa tại sao không thích? Không có gì. Nè. Cái gì vậy? Anh xin lỗi. Thôi thôi đừng có xin lỗi gì, không có gì hết. Được chưa? Không có gì hết đó. Thôi xin lỗi đi, đừng có giận anh nữa. Ra. Giận anh hả? Em tính giận anh tới chết mới hết giận đó. Xin lỗi. Được rồi, xin lỗi được chưa? Được chưa? Công cộng. Giận tới chết á là già xấu lắm đó nha. Công cộng mà. Thôi công cộng gì đâu, đừng có giận nữa nha. Thank you.
Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vỡ.